Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, theo tử vi học, những người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 có thiên can là Nhâm thì phần lớn là những người có cuộc đời gặp nhiều may mắn và đặc biệt là trong tháng 1 này. Cuộc sống của họ có được nhiều may mắn hơn người khác, về vận tài lộc thì hanh thông và có một gia đình ổn định, hạnh phúc. Trong số 60 con giáp thì những người tuổi Nhâm Thìn cả đời được hưởng vinh hoa phú quý, có quyền cao chức trọng. Hơn nữa, do những người này có tính tình hiền lành, cương trực và ngay thẳng, thích giúp đỡ người khác cho nên được rất là nhiều người yêu mến và được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho ở trong tháng 1 này. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây để biết thêm quý vị nhé. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Tính cách của người tuổi Nhâm Thìn có nạp âm trường lưu thủy thường rất sôi nổi, hiếu động, không thích ngồi một chỗ hay không làm việc gì. Họ ưa cuộc sống biến đổi, nhiều thay đổi cho nên hay đi đây đi đó, đi du lịch, du ngoại và dã ngoại. Người này cũng rất thích làm việc hay nói chuyện với người khác và có niềm đam mê rất lớn với thể thao. Do nội tâm luôn biến động, đầu óc nhanh trí linh hoạt nên những người tuổi Nhâm Thìn mệnh trường lưu thủy học rất giỏi các môn toán, khoa học tự nhiên. Thói quen suy nghĩ, tư duy của họ giống như là một chất gây nghiện, tựa như chính những dòng chảy dài đến vô tận. Người tuổi Nhâm Thìn mệnh trường lưu thủy có đức tính siêng năng, miệt mài của một dòng sông trở nặng phù sa, bồi đắp cho cuộc đời đầy hoa thơm và trái ngọt. Cảm xúc của người này cũng rất linh hoạt, đa dạng, có nhiều cung bậc khác nhau. Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn tháng 1 năm 2022, do đã có tuổi nên sức khỏe của quý ông bà không còn được tốt như trước, nên chú ý đến các căn bệnh tuổi già, bệnh tật lâu khỏi, vì thế cũng phải chi tiêu vào thuốc thang rất nhiều. Thêm nữa, gia đạo tháng này cũng không tốt, có chuyện buồn đưa tới. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Nhâm Thìn cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em, bạn bè hoặc người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao và tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, chuyện làm ăn, công việc kinh doanh của gia chủ gặp nhiều trở ngại. Dù đã là về hưu hay vẫn đang tất bật làm việc, mưu sự vẫn khó thành, bại khí lấn át, hành sự phải thật tỉnh táo và thận trọng. Bản mệnh dễ vướng phải chuyện thị phi mâu thuẫn và thậm chí còn có kẻ ác ý bôi nhọ danh tiếng, do đó cần phải chú ý nhiều hơn đến cách hành xử. Trước khi nói hoặc làm việc gì, cần phải cân nhắc cẩn thận hơn, không nên nóng nảy hành xử một cách bột phát. Gia chủ cũng không nên quá cứng đầu, buộc người khác phải nghe theo ý của mình. Hãy có cái nhìn cởi mở và đa chiều hơn về mọi mặt, từ đó mới có thể tìm thấy cách tháo gỡ những khó khăn hay rắc rối đang gặp phải. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Thìn để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tình hình tài chính về cơ bản không có biến động gì quá lớn, song người tuổi này cần phải giữ chặt túi tiền của mình, không dễ dàng tin theo lời rủ rê của người ngoài, cả bị lừa gạt. Khi có người muốn vay mượn, bản mệnh cần phải cân nhắc đến đối tượng, không nên cho vay một cách quá dễ dàng, nếu không thì bạn dễ bị lừa đảo, vừa mất tiền, vừa mất quan hệ. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Nhâm Thìn nếu không biết cân đo đong đếm tiết kiệm, đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất.
Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sinh năm 1952. Gia chủ cần phải tập thói quen buông bỏ gánh nặng, chớ để cảm xúc chi phối hành động. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh có thể nhờ đến sự giúp đỡ và chia sẻ của con cái cũng như nửa kia, chớ nên ôm mọi chuyện vào lòng. Các gia chủ tuổi Nhâm Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng, theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ tình cảm xã giao của tuổi Nhâm Thìn không thực sự lý tưởng, nhiều mâu thuẫn và lắm thị phi, vạ miệng. Nguyên nhân có thể do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính gia chủ. Dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, tốt nhất là nên lắng nghe cũng như là giữ trạng thái tâm lý ổn định, chớ nên quá kích động, dễ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình người tuổi này cũng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cháu. Có những chuyện bản mệnh chỉ nên lắng nghe, nghĩ thoáng ra thì việc gì cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 1 năm 2022, tức ngày 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 1 năm 2022, tức ngày 26 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Hoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 1 năm 2022, tức ngày 13 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai vất vả này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công. Và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.